vị theo dõi chương trình Donald Trump và những điều chưa biết. Tiếp theo phần 57, nước Mỹ nhìn từ bên trong. Phần 57, nước Mỹ nhìn từ bên trong, làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Năm 1974, khi mới 28 tuổi, tôi đã tham gia vào dự án xây dựng lớn đầu tiên của mình, khách sạn Commodore, từng có một thời huy hoàng nằm ngay bên nhà ga lớn trung tâm. Lúc đó trở thành một khu cũ nát, từng có thời Commodore là một trong những khách sạn vĩ đại nhất thế giới. Song khách sạn và toàn thể khu dân cư lân cận dần trở nên xuống cấp. Rất nhiều tòa nhà trong khu vực này đã bị tịch biên và rất nhiều cửa hàng bị bịt lại bằng các tấm ván. Mặt ngoài của Commodore rất cũ bẩn, còn phần bên trong khách sạn thì tối và bẩn thỉu đến có thể cảm thấy như tòa nhà đang có nguy cơ trở thành một nhà trọ tế bần. Đó là một tòa nhà đang hấp hối trong một khu dân cư chết mòn, ở một thành phố đang vật lộn để tồn tại. Tôi còn quá trẻ nên khó biết nhiều hơn thế. Nhưng bạn biết không, tôi hồi đó ra sao thì bây giờ vẫn thế, luôn đương đầu với mọi thách thức. Tôi có lòng tin tuyệt đối vào khả năng hoàn thành những việc vĩ đại của mình. Nhưng ngày nay tôi có thêm lợi ích từ những kinh nghiệm thực sự phong phú của mình. Khi tôi nhìn Commodore, tôi thấy tiềm năng của nó. Đó sẽ là dự án phục dựng khách sạn lớn nhất tại New York trong suốt nửa sau thế kỷ 20. Khu dân cư chung quanh khách sạn vẫn còn nhiều tiềm năng. Ngay giữa khu vực nhà ga trung tâm có hàng ngàn đi bộ ngang qua khách sạn mỗi ngày. Bản thân tôi không đủ tiền để thực hiện dự án, và ngay cả khi có tiền, tôi cũng không mạo hiểm làm thế. Tất cả những nhà đầu tư bất động sản khôn ngoan đều bảo tôi dự án sẽ không ăn thua. Dẫu vậy, tôi nhìn được những gì có thể làm, nên tôi không bao giờ bỏ cuộc. Nhiệt huyết và khả năng lên kế hoạch tỉ mỉ của tôi đã thuyết phục được những người khác ngồi vào bàn đàm phán. Tôi là thế lực bất khả cản lại. Khi tôi trở nên hào hứng với một ý tưởng và tôi đã bật chế độ trung ở một công suất tối đa cho dự án này và nhiều dự án khác kể từ lúc đó. Trong suốt những năm tôi dành ra để hoàn thành dự án, tôi đã học được rất nhiều về cách làm việc với thành phố và giới ngân hàng, ngành xây dựng và giới công đoàn. Tôi có thể chỉ tu sửa và kết cấu hiện có, song đó lại không phải lối tư duy của tôi. Trong suốt quá trình luôn có những kẻ gièm pha, ví dụ, phe chủ trương bảo tồn đã tức giận về việc tôi lắp kính mới tuyệt đẹp cho mặt tiền nhà. Bên trong, tôi phá hủy toàn bộ sàn cũ và thay thế chúng bằng những vật liệu tốt nhất thời đó. Khách sạn mang tên mới Grand Hyatt và đã trở thành công kể từ ngày khai trương năm 1980. Nó trở thành nền tảng cho sự phục hồi toàn bộ khu dân cư quanh nhà ga trung tâm, cũng như đóng vai trò tấm danh thiếp của tôi trong việc giới thiệu chất lượng thương hiệu Trump đến người dân New York. Dự án đánh dấu lần đầu tiên tôi ôm về một bất động sản quy mô lớn đang xuống cấp trầm trọng và khiến nó trở lại huy hoàng. Như một phần của dự án, tôi tu sửa lại cả nhà ga trung tâm, khiến nó sạch đẹp trở lại. Tôi làm việc cải tổ đó hết lần này đến lần khác suốt 35 năm qua kể từ đấy. Giờ là lúc tôi bắt tay vào dự án thật sự quan trọng và to lớn, cải tổ đất nước chúng ta. Chúng ta có thể đón nhận một đất nước què quẹt và khiến nó hùng mạnh trở lại. Người ta đã dung túng việc đất nước chúng ta trở nên ốm yếu và bị biến thành một chốn hạng hai, một vết nhơ trong mắt thế giới. Có rất nhiều thách thức trước mắt. Những kẻ bi quan trong giới truyền thông và trong những chính trị gia kiểu tập ấm đang ngồi đầy ra đó,
vì họ sợ hãi trước bất cứ sự thay đổi nào đối với thực trạng hiện có, vốn là thứ họ đang hưởng lợi. Nhưng đoán thử xem, tôi có một tầm nhìn, và tôi hiểu quy trình mà chúng ta phải trải qua để hoàn thành những mục tiêu của mình. Chúng ta cần phải củng cố quân đội, giúp đỡ các cựu chiến binh chống lại kẻ thù, ngăn chặn nhập cư trái phép, tái thiết cơ sở hạ tầng, sửa đổi bộ thuế và hệ thống giáo dục, và loại bỏ những chính sách lố bịch của quá khứ, bao gồm Obamacare và thỏa thuận hạt nhân với Iran. Quan trọng nhất, chúng ta cần phải tái tạo sinh lực cho giấc mơ Mỹ và trả lại đất nước chúng ta cho hàng triệu con tim đã lao động vất vả mà nhận lại không bao nhiêu. Quá nhiều người Mỹ đang tự hỏi, và ai dám trách họ? Điều gì xảy ra cho lửa vĩ đại quốc gia này cùng lý tưởng rằng mỗi thế hệ đều làm mọi chuyện tốt đẹp hơn cho con cái họ? Đừng đặt cược chống lại những điều tôi đang nói. Tôi nắm rõ xác suất và các cơ may vì tôi luôn đương đầu với những thách thức khó nhằn và đạt kết quả dẫn đầu. Tên của tôi trở thành một trong những thương hiệu vĩ đại nhất thế giới. Tôi biết cách chiến thắng. Tôi thích những gì Jay Leno đã nói tại buổi lễ giới thiệu ngôi sao của tôi trên gần đại lộ danh vọng Hollywood đã trở thành chính thức. Ông tuyên bố, không còn nơi nào ở Mỹ mà không có cái tên trùm trên đó. Ứng viên chạy đua vào văn phòng tổng thống luôn lải nhải việc tranh cử dựa trên thành tích của họ. Thật không may, thành tích của họ gồm những điều họ nói rằng họ sẽ làm, thay vì nói rằng họ sẽ hoàn thành. Nguồn vốn của đất nước chúng ta đã trở thành tâm điểm bê tắc. Dường như những ngày này, phần lớn năng lượng ở Washington đang được dùng để quyết định xem chúng ta có giữ chính phủ hoạt động hay không. Không có gì ngạc nhiên khi Washington đã duy trì một mô hình kiểu bán hàng, đại hạ giá, thanh lý cửa hàng suốt một thời gian dài. Không có gì lạ khi Tổng thống và Quốc hội chúng ta đạt tỷ lệ tín nhiệm thấp đến thế trong những cuộc thăm dò. Không lạ gì chúng ta đã đánh mất ảnh hưởng và sự tôn trọng cơ bản của đồng minh lẫn kẻ thù của chúng ta trên khắp thế giới. Trong khi đó, với kiến thức thông thái vô hạn của mình, tòa án tối cao đã quyết định chám vào vết nứt bằng các chính sách xã hội thay vì bảo vệ tài sản lịch sử quý giá nhất của chúng ta. Hiến pháp Hoa Kỳ và tuyên ngôn nhân quyền, chúng ta có tam quyền, nhưng phần thân của cái cây chính quyền đang bị mục rửa. Suốt nhiều năm tôi đã nghĩ, nhưng kiềm chế được việc chạy đua cho chức tổng thống, bè bạn, đồng nghiệp và khách hàng động viên tôi làm điều đó. Tôi tự nhủ, mình có phải chính trị gia đâu. Mình còn một doanh nghiệp thành công khổng lồ phải điều hành cơ mà. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi không thể chịu đựng được những gì mình đang chứng kiến. Tôi không thể tin nổi thói đạo đức giả và ăn không ngồi rồi của những kẻ bên trong Washington. Chỉ muốn giữ cho đoàn tàu lợi ích béo bở chạy theo hướng của họ. Trong khi bên ngoài Beltway, người Mỹ đang thống khổ và giận dữ một cách chính đáng về sự thiếu vắng tài năng lãnh đạo và tính sáng tạo. Nên tôi cắt lời. Giới truyền thông bèn quan quạt phản đối. Giới chính trị gia khép nép và các nhóm lợi ích nhận ra thời ảnh hưởng của họ sắp hết. Rất nhiều người nỗ lực vẽ ra một bức tranh ám đạm về những gì xảy ra. Rồi người dân Mỹ cất tiếng. Đám đông bắt đầu kéo đoàn, kéo lũ đến những cuộc meeting của tôi. Chúng tôi phải dời những cuộc meeting sang sân bóng bầu dục và bóng rổ. Trong lúc các đối thủ của tôi chỉ có lượng khán giả đủ cho những căn phòng nhỏ, những cuộc tranh luận quốc gia ngày càng thu hút lượng khán giả lớn, hơn 24 triệu người xem. Vì công dân chúng ta cảm thấy có hy vọng trở lại và muốn nghe điều tôi nói. Còn những điều tôi từng nói và sẽ tiếp tục nói
là đã đến lúc phải làm mọi thứ cần thiết để khiến nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Phần 57. Nước Mỹ nhìn từ bên trong. Việc này bắt đầu bằng cách tạo ra hàng triệu việc làm tốt cho những công dân Mỹ chăm chỉ. Viện Chính sách Kinh tế ước tính chúng ta đã mất hơn 5 triệu việc làm kể từ năm 1997 bởi những thỏa thuận thương mại tồi tệ mà chúng ta tham gia. Những việc làm đó đang dần quay lại quê hương. Chúng ta đã tạo ra quá nhiều việc làm tại những quốc gia khác. Quân đội chúng ta vào lúc này phải là quân đội vĩ đại nhất thế giới. Để khi chúng ta đàm phán thỏa thuận với những quốc gia như Iran, chúng ta đàm phán từ cơ sở sức mạnh, và khi binh lính chúng ta trở về nhà, họ mới nhận được sự chăm sóc mà họ đã xứng đáng có được. Đây là món nợ quốc gia mà chúng ta hân hạnh được trả. Chúng ta cần phải xây dựng một bức tường lớn ở biên giới phía Nam. Chúng ta sẽ mở những cánh cửa đẹp đẽ để đón chào người nhập cư hợp pháp, nhưng sẽ chấm dứt dòng lũ những kẻ nhập cư phi pháp. Và chúng ta cần ngừng một cách hợp pháp việc áp dụng quyền công dân ngay khi chào đời. Tù chính án 14 chưa bao giờ mang ý định tạo ra một lối đi kỹ thuật cho quyền công dân. Phần lớn người Mỹ bản địa, chẳng hạn, dù họ được sinh ra tại đây, đã không được cấp quyền công dân một cách tự động và phải mất gần 150 năm trước khi một bộ luật được thông qua để giúp họ thành công dân Mỹ nếu họ muốn. Và tu chính án thứ hai được tạo ra để bảo đảm người Mỹ có thể bảo vệ bản thân họ khỏi các bào chúa. Chúng ta sẽ không đời nào thay đổi nó. Một bộ luật thuế dung hòa nguồn thu sửa đổi đã được nhà bình luận và kiêm cái viết bảo thủ Winnie Roth miêu tả là gần với sự hoàn hảo, sẽ mang tiền quay trở lại túi của những người cần nó nhất. Và khi những người ấy thay vì chính phủ sử dụng số tiền đó, họ sẽ tạo ra việc làm tại Mỹ. Điều này sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tái đầu tư lợi nhuận họ tại đây, và kết quả là tạo ra thêm nhiều việc làm nữa. Hệ thống giáo dục cần phải chuẩn bị tốt hơn cho con cái chúng ta vào đời và tái đào tạo những người trưởng thành để họ thành công trong thị trường kỹ thuật số mới. Không ai biết cách làm điều đó tốt hơn chính những cộng đồng địa phương. Chính quyền liên bang không nên chỉ bảo các ngôi trường địa phương cách giáo dục con em chúng ta ra sao. Hệ thống Common Core sẽ phải chết. Obamacare cần phải hủy bỏ và thay thế bằng một hệ thống chăm sóc y tế hợp lý hơn để tạo ra một thị trường cạnh tranh, là thứ sẽ giúp cho giảm chi phí mà vẫn đáp ứng nhu cầu y tế của mọi người dân Mỹ. Chúng ta có thể tạo ra hàng chục ngàn việc làm mới bằng cách tái thiết hệ thống cơ sở hạ tầng đang xuống cấp. Đây là những dự án thực tế đã sẵn sàng để được triển khai. Đường, cầu, đường hầm cần phải được thay thế hoặc sửa chữa trước khi chúng sụp đổ. Và điều này cũng sẽ giúp nhiều ngàn người có việc làm. Những kẻ quyền lực nhất ở Washington là giới vận động hành lang và những nhóm lợi ích, họ tung tiền tài trợ cho hầu hết các cuộc bầu cử để đổi lấy sức ảnh hưởng cho họ. Điều này phải chấm dứt. Việc bầu cho ai đó không lấy tiền quyên tặng từ họ là bước đi tốt đầu tiên. Chúng ta phải có một chính sách năng lượng khả thi, tận dụng nguồn tài nguyên giàu có của chúng ta để thúc đẩy Mỹ tìm lại sự thịnh vượng về kinh tế. Bạn có thể tin điều tôi nói, bởi vì nhìn thấy những gì tôi đã đạt được. Tất cả những gì bạn cần làm
chỉ là dạo bước thư thả quanh những thành phố vĩ đại nhất thế giới và ngước nhìn lên. Ngước lên, và bạn sẽ thấy những tòa nhà chọc trời mang tên Trump. Tôi đã làm những điều chưa ai từng làm. Tòa nhà Trump cao 68 tầng ở đại lộ số 5 ngay kế bên cửa hàng Tiffany là tòa nhà có mặt tiền hoàn toàn bằng kính cao nhất ở Manhattan. Khi nó khai trương năm 1983, việc này đã giúp mở đường cho ngành xây dựng cao cấp hiện tại. Một trong những điều tôi tự hào nhất về tòa nhà này là người mà tôi đặt vào vị trí giám sát thi công, một phụ nữ 33 tuổi. Tôi ra quyết định này năm 1983, khi việc tranh đấu bình đẳng trong giới kinh doanh chỉ mới bắt đầu. Không ai trong số những người kêu ca về cách tôi trò chuyện với phụ nữ đề cập đến thực tế rằng tôi đã tự nguyện xúc tiến bình đẳng giới trong một ngành do nam giới thống trị. Những người phụ nữ đã và đang làm việc cho tôi sẽ làm chứng cho việc tôi khắc khe với họ tương tự như tôi khắc khe với các đồng nghiệp nam của họ. Đó mới là loại bình đẳng giới mà chúng ta cần, kiểu mà lãnh đạo truyền cảm hứng để khơi gợi những gì tốt nhất trong một con người, dù nam hay nữ. Chứ không phải là một vị cựu ngoại trưởng thuyết quyết đoán, không hiểu sự điên rồ của việc sở hữu riêng một máy chủ email của bà ta. Việc sa thải hàng ngàn lao động và để lại các công ty trong đống hỗn độn cũng không phải là một thành tựu. Ít nhất, cũng không phải là thứ thành tựu để tự hào hoặc để giả vờ giúp bạn đủ tiêu chuẩn lãnh đạo đất nước. Quý đang theo dõi chương trình Donald Trump và những điều chưa biết phần 57. Nước Mỹ nhìn từ bên trong. Tôi luôn nghĩ lớn. Tôi bắt đầu bằng việc một kế hoạch xây dựng những dự án lớn, đẹp nhất và mang chất lượng cao nhất. Nếu bạn không bắt đầu bằng những giấc mơ lớn, bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được chúng. Những tòa nhà Trump đang có mặt khắp New York, từ 40 phố Hoa cho đến Westside Railway Yard, từ vòng xoay Columbus cho đến Trump Palace ở khu Eastside và xuôi xuống khu biệt thự Soho Condominium. Đấy mới chỉ là món khai vị. Cuối cùng chúng tôi bắt đầu xây dựng bên ngoài New York, và hiện tại cái tên Trump có mặt trên những tòa nhà 9 bang từ New York đến Hawaii, từ Florida đến Washington, và ở 10 nước khác từ Uruguay đến Ấn Độ. Nhiều dự án quy mô lớn và thậm chí khổng lồ cũng đang được lên kế hoạch để sẵn sàng triển khai. Với 52 tầng, tòa nhà tại 555 California Street là tòa nhà cao thứ hai tại San Francisco, và tòa nhà lớn nhất về diện tích sàn sử dụng, vốn ban đầu là trụ sở quốc tế của Bank of America. Tòa nhà này đã được dùng trong nhiều bộ phim, bao gồm Dirty Harry và Towering Inferno. Chắc chắn tòa nhà sẽ khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy tuyệt khi được ở bên trong. Dự án Trump World ở Seoul bao gồm 6 tòa nhà căn hộ trên khắp Seoul cùng những thành phố lân cận. Tòa nhà Trump giác kính ở Century City với 220 căn hộ là một trong những tòa nhà cao nhất ở Manila, Philippines. Trump Ocean Club cao 72 tầng ở thành phố Panama là một dự án 5 sao đầu tiên của Panama. Chúng tôi đang xây dựng những khách sạn và nhà ở xa hoa trên khắp thế giới. Chúng tôi trưng bày những gì tinh túy nhất của nước Mỹ trên khắp thế giới.
thông qua những khách sạn tốt nhất của chúng tôi cùng những dự án sẵn sàng để được công bố. Tôi hiểu chính sách đối ngoại. Theo quan điểm thực tế, tôi biết cách thương thảo, biết cách đưa ra chính phủ nước ngoài ngồi vào bàn đàm phán và đàm phán để đạt được các thỏa thuận mà không tặng không ai cái gì. Trên thực tế, người Trung Quốc đặt ngân hàng lớn nhất của họ trong tháp Trump. Họ muốn được là một phần của Trump bất cứ đâu có thể. Đó là lý do tại sao. Khi mà tôi nghe các chính trị gia nói về vài dự luật thương mại họ đã bỏ phiếu thông qua hoặc cách họ cân bằng ngân sách, tôi thật sự phải bật cười. Có thể họ có kinh nghiệm chính trị, nhưng họ rõ ràng không có nhận thức thông thường hay kinh nghiệm trong thế giới thực. Mỗi dự án xây dựng, mỗi hợp đồng, đều hoàn toàn độc nhất vô nhị. Mỗi dự án là một màn trình diễn sự cân bằng đáng kinh ngạc. Tôi phải tập hợp cộng đồng kinh doanh, cộng đồng tài chính và giới quan chức địa phương. Tôi phải học cách làm việc với những nhà thiết kế và kiến trúc sư tên tuổi. Tôi phải đàm phán để thỏa thuận được với giới công đoàn và thương mại. Tôi quan tâm đến từng chi tiết. Tôi đọc mọi nội dung, in chữ nhỏ, không như những nhà đàm phán của thỏa thuận hạt nhân Iran, những người dường như không biết có gì bên trong những thỏa thuận bên lề. Được Iran ký kết với cơ quan, lẽ ra phải chịu trách nhiệm xác minh sự tuân thủ của Iran. Đến lúc mở rộng, tôi rất quan tâm đến loại hình nghỉ dưỡng kết hợp sân golf. Khi tôi còn bé, cha thường đưa tôi đi chơi golf với ông. Ông không chơi nhiều, nhưng ông cú swing tuyệt đẹp. Tôi nhìn xung quanh và tôi thấy ai trên những sân golf, những người thành đạt, những doanh nhân lớn. Họ làm gì khi họ chơi golf? Họ bàn chuyện về những hợp đồng. Tôi không thể đoán được có bao nhiêu hợp đồng lớn đã được ký kết trên mặt của sân golf. Nên tôi quyết định xây những khu nghỉ dưỡng kèm sân golf tuyệt nhất thế giới. Và đó là những gì chúng tôi đã làm. Ngoài ra nghĩ rằng xây một tòa nhà là khó sao? Hãy thử xây một sân golf ở New York xem. Vào năm 2015, chúng tôi mở cửa trung golf tại Ferry Point ở khu Bronx. Và nó lập tức trở thành một trong những sân golf công cộng tuyệt nhất thế giới. Nó là sân golf công cộng đầu tiên ra mắt tại New York trong hơn nửa thế kỷ. Sân golf này đã ở trong tình trạng xây dựng dở dang suốt nhiều năm. Một đống hổ lốn thật sự. Và không ai có thể làm nó cho xong. Mọi người đang mãi chạy hướng khác. Không ai muốn hoàn thành dự án này. Thành phố đã muốn xây một sân golf suốt nhiều thập kỷ, nhưng không ai đưa ra được một kế hoạch thực hiện sau khi các chính trị gia đã vầy vò hợp đồng này suốt nhiều năm. Họ mời một doanh nhân là tôi tham gia dọn dẹp đống lộn xộn của họ. Tôi đã tạo ra một sân golf lộng lẫy. Nó đã là một thành công lớn của thành phố và cho tập đoàn Trump. Tôi cam đoan rằng các sân golf thủ sẽ đến từ khắp nơi trên thế giới để chơi vài vòng tại khu Bronx, và đó chính xác là điều đã xảy ra. Tôi không chỉ mang các golf thủ đến Mỹ. Chúng ta cần phải mang đủ loại doanh nghiệp quay trở lại Mỹ, đặc biệt là những doanh nghiệp sở hữu bởi người Mỹ. Chúng ta tạo ra môi trường thuế đàng hoàng và cắt giảm thói quan liêu vô tận đang ngán đường các doanh nghiệp cả lớn lẫn nhỏ của Mỹ. Thì chúng ta tạo ra sự hồi sinh việc làm thật sự. Điều sẽ giúp ai nấy đều có việc. Ai nấy đều có việc nghĩa là chúng ta không có 20% dân số không có việc làm hoặc phải làm việc không đúng khả năng. Ai nấy đều có việc có nghĩa là mỗi công nhân mới đều có thể vui vẻ trở về nhà với gia đình của anh ta hoặc cô ta với niềm tự hào đã trải qua một ngày lao động siêng năng. Ai nấy đều có việc làm lợi cho giới công đoàn và giới chủ sử dụng lao động. Cùng nhau họ có thể tái thiết cơ sở hạ tầng của đất nước chúng ta. Ai nấy có việc có nghĩa là những ai mua nhà trả góp vượt quá khả năng chi trả có thể thoát khỏi gánh nặng lo âu nếu ngôi nhà họ được an toàn khi mà tín dụng được nới lỏng từ phía ngân hàng.
ngành xây dựng mới và cải tạo nhà cũng phải bùng nổ. Chúng ta đang ở trong một giai đoạn bước ngoặt quan trọng của lịch sử đất nước, không chỉ cho bạn mà tôi, mà còn cho cả con cái chúng ta. Nước Mỹ có thể phải vật lộn, có thể què quặt, nhưng chúng ta có thể trỗi dậy trở lại. Thời chúng ta chưa hết, nó vẫn còn ở đây, và tiềm năng thật phi thường. Những tháng ngày tươi đẹp nhất của nước Mỹ vẫn còn ở phía trước. Vì sao? Vì có những người dân Mỹ cùng nhau, chúng ta có thể làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại. We make America great again. Đang theo dõi chương trình Donald Trump về những điều chưa biết, phần 57, nước Mỹ nhìn từ bên trong. Những câu chuyện này dành tặng cho bố mẹ tôi, đó là Mary và Fred Trump, cùng các anh em trai và chị em gái tôi, Robert, Elizabeth và Fred. Tôi cũng dành tặng những câu chuyện này cho vợ tôi, Melania, cùng bầy con luôn ủng hộ tôi một cách phi thường. Trong đó có Don Jr., Ivanka, Eric, Tiffany và Baron. Và quan trọng nhất, những câu chuyện này dành tặng cho những ai đã sẵn sàng làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Trong đó có những người Việt Nam. Trong đó có những người đang theo dõi Donald Trump và những điều chưa biết. Đó là Trinh Giả and VR. Thưa quý vị, đây là phần cuối cùng trong series Nước Mỹ nhìn từ bên trong. Và mời quý vị tiếp tục đón nghe chương trình Donald Trump và những điều chưa biết trong một đề tài khác, chương trình vào những ngày tới. Thưa quý vị, mời quý vị đón nghe tiếp Donald Trump và những điều chưa biết, phần 58 trong chương trình kỳ tới, Donald Trump và cuộc bầu cử khác thường.